Ok, các bạn ơi, tôi đang ở Bloomington đây và bây giờ đang đi hướng về Shakopee, Minnesota, ok. Tại sao? Tại vì tôi phải đi đến nhà mẹ tôi, nhưng mà tôi thường thường gọi là má không à, má tôi. Đi đâu? Đi party thôi, không có gì hết các bạn ơi, đi party thôi, tối nay giờ đi party thôi nè. Ok, nguyên bầu trời phủ đầy chemtrail hết các bạn. Đây là cường Rolex, ok, cường Rolex này thấy không? Ở Việt Nam thì có thằng cường đô la rồi ấy. Bên này thì có thằng cường Rolex. Hoặc là nói nhiều hơn á, là tôi có nhiều video trên mạng nó gọi là cường FBI, ok. Nếu các bạn thấy cường FBI trên mạng là tôi đó. Cường FBI. Hôm nay làm được 700 mấy, ok. 700 mấy tiền neo đó nha. Các bạn biết không, làm một ngày như vậy là đủ trả tiền rent đó. Tiền rent của neo của tôi là rất là thấp. Bảo đảm là thấp nhất ở Minnesota luôn đó. Tức là hơn 600 có chút xíu rồi, các bạn biết không. Mà làm 700 mấy là một ngày thứ bảy là đã trả được tiền rent rồi đó. Còn mấy tiền lên tên khác hả? Tức là làm một ngày rưỡi là trả được tất cả rồi các bạn. Từ internet đến tất cả luôn á, tiệm nail expense á, là hai ngày là trả được hết, ok. Cho nên tiệm nail tôi gọi nhiều. Đầy bầu trời nữa các bạn. Ok, dash cam, you pick it up. Tôi có hai cái camera, ok, một camera này là phone của tôi ha, một camera kia nó đang chứa hình cái bàn, cái dash đó. Và cái kệ đi, cái kệ của cái bu lăng lái xe đó, nó gọi dash. Dash cam tức là hồi xưa người ta đặt lên những đồ lên cái dash đó. Người ta bỏ đồ lên cái kệ đó, cái mặt bàn đó, là cái đó là cái dash. Nhưng mà hồi xưa nó có camera để đó, nhưng mà giờ không để đó mà kính hậu là kính đằng sau, còn cái này kính mà nhìn đằng trước là kính xe, còn kính gì ta, không biết luôn á. Nó có phim Dora, The Lost City of Gold, phim con nít Dora, tức là thám tử Dora đó. Thám tử Dora giống như thám tử Conan đó các bạn, ở Việt Nam á, thám tử Conan đấy, cái này thám tử Dora. Mà Dora là con gái, còn Conan là con trai đấy, không biết ai giỏi hơn ai á. Không có gì để nói hết các bạn ơi, không có gì để nói hết. Ở bên Mỹ này, ở cái này đa số cái người audience của tôi là tôi muốn nói về bên Việt Nam, không phải không? Bên Mỹ này thì ai cũng biết là cho những người Việt Nam không có đâu, không biết là bên Mỹ này. Bên Mỹ này lái xe là phải giữ đúng lăng, ok. Tuy là không có thằng nào kế bên lăng kia, nhưng cũng không được lạng qua lạng lại. Thằng qua lạng lại nó thấy được cái là nó túm cổ này, rất là sát đó. Mà bên Mỹ này là không có hối lộ được, ok. Không được, không hối lộ được các bạn, không được.
Việt Nam hả, thằng cảnh sát giao thông mà bắt mình cái mình thấy cho nó khoảng 5 đô vì Mỹ là ok rồi đấy. Bên này thấy cái hả nó còn túm cổ mình nhanh hơn nữa các bạn. Ghê không? Nên chạy xe là phải giữ trật tự. Không phải là Mỹ không có hối lộ nhưng mà hiếm lắm. Có, thỉnh thoảng mới nghe nói về hối lộ chứ là khó mà ai mà hối được, hối lộ là bên Mỹ lắm nghe. Hối lộ là vô tù không à. Thỉnh thoảng nó có những cái càn quét đó, về hối lộ. Cái nó bắt bỏ tù một đống, cái nó cảnh cáo cho mấy người sau này phải không? Đừng có mà ăn hối lộ. Cảnh sát hay là cho người này người kia dùm phải không? Đút lót đó phải không? Đấy, đút lót là hối lộ coi như nữa. Chưa làm việc mà đã được tiền bo rồi, như là hối lộ rồi phải không các bạn? This one, won't let me go fast, huh? I have this cruise control, right? The cruise control on my car. It's at 72 and it's going only 65 and the guy in front of me is so far away. Doesn't know to speed up. It's playing too safe, you know. So I have to take off the speed control and party mời từ hồi 6 mà giờ 18 giờ 14 phút. Chớp đèn nhá đèn mà vẫn chạy trong lăng đó, phải move ra ngoài dummy. Vô 169 South, 169 chúng đi về hướng Nam. Nam 169, ok. Rừng xanh. Wow. Cái West Bloomington quá trời xanh. Tùm, quá đẹp.